Dạ em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Sư Giá Vlog. Thì hôm nay đã là ngày 9 tháng 5 của năm 2023. Rất vui. Hôm nay là phiên hôm nay em có một cái loại lan mà em muốn chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm. Thì loại lan này được rất chi là nhiều cô chú và anh chị thích và sưu tầm. Đặc điểm nổi bật nhất là cái dòng lan hôm điện lan kiếm lá mềm hôm nay em muốn chia sẻ cho các bác là đây là một cái dòng điện lan đột biến lá phát tài. Thì đây là cái loại điện lan mà có tên gọi là kiếm tứ thời nhưng bác. Đấy, thì em có chia ra thành được thành hai loại. Thì loại đầu tiên là em có được là bốn tép, bốn khóm. Thì mỗi một khóm sẽ có giá là 120.000 và loại thứ hai là có giá là 150 cho một khóm. Đấy. Thì cô chú anh chị và mọi người muốn sưu tầm loại nào là loại 120, loại 150 thì là liên hệ đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề nhé, là 0965611179. Đấy. Thì đây em sẽ quay rõ từng khóm một cho cô chú anh chị là thấy. Thì đây. Đây là cái loại khóm 120 thì nó đang có một cái thân mẹ này và một măng đang lên này. Đây. Lá phát tài nhá cô chú. Đây, đây là cái dòng điện lan kiếm lá phát tài. Đấy. Riêng cái bộ môn chơi lá thân lá đột biến thì không bao giờ là lỗi thời nhá các bác. Đấy. Không bao giờ là lỗi thời. Giá trị nó cũng không hề nhỏ. Đấy. Đây là những tép mà được em tách ra. Thì để chia sẻ cho cô chú và anh chị thôi, cũng không có nhiều. Đấy. Đây. Thì đây là cái loại mà 120 cho một khóm nha các bác. Đấy. Đây này. Đấy. Này. Một củ này, hai củ này, đang lên một cái mầm từ này. Mầm từ đây. Đấy. Vì ngoài trời đang mưa nha các bác. Này. Đang lên thân mầm rất là đều. Đấy. 120 cho một khóm. Và mầm đang lên rất là nhiều này các bác này, mầm lên này. Về cô chú anh chị trồng cái loại dòng điện lan này là trồng rất là dễ nhá bác. Trồng đất cũng được thôi. Đấy, mọi người chỉ cần trồng đất hoặc là tạo cho cái độ đất là nó tơi xốp là cô chú anh chị trồng vào thôi. Đấy, thì ở đây là em có 4 khóm loại 120 cho một khóm. Còn đây là cái loại 150 này các bác. Loại 150 thì nó được là cứ là 3 thân, 3 thân trên một khóm. Đây này. Cây con lên là cái mầm tơ lên là đã lá phát tài, lá sọc luôn rồi. Đấy. 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 Thì đây là cái loại 150 nha các bác. Đây này, ba thân này. Ba thân tơ đang lên này. Và có một thân ở bên đây nữa. Đấy. Đây là cái loại 150 một khóm. Về các bác và mọi người trồng là nó đã phát triển là thành cái bụi vô cái trồng mối trậu thành cái một bụi lớn rất triển nhanh thôi. Vì cái dòng này là nó sinh trưởng rất là khỏe. Đấy. Chú anh chị nhìn lá này. Thì đây là cái loại 150 nhá các bác. Thì cô chú và anh chị là muốn sưu tầm hai loại trên thì là liên hệ đến số điện thoại em bên trên tiêu đề nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả cô chú và mọi người. Hẹn mọi người vào các clip tiếp theo của kênh Sư Giá Vlog.